Show Bình Thường Nhà Đà xin kính chào tất cả quý anh em. Hôm nay thì nói chung là gần ngày 1 tháng 1 năm 2024 rồi, kết thúc năm 2023 rồi. Đạt thì nói thẳng với anh em là Đạt là chơi lịch dương không à. Thứ nhất là Đạt theo công giáo, thứ hai là vì cái công việc của mình là theo lịch dương thì nó dễ nắm bắt hơn anh em ơi. Lịch âm thì mình không có chơi mấy, cho nên là mình cũng không có đón gọi là sell off theo kiểu Tết âm lịch, mà đa số mình sell off theo Tết dương lịch cho anh em chơi cho nó dễ. Thì hôm nay là cũng gần những ngày cuối năm của năm 2023 rồi, cho nên là mình quyết định chơi lớn cho anh em một combo này. Thì nói chung cái này thì Đạt chơi lớn vừa vừa thôi, nhưng mà công ty Tip Top họ chơi lớn với Đạt. Nghĩa là năm nay nếu mà anh em nào theo dõi Đạt á thì biết công ty Tip Top thì có một đợt á là Đạt bán và Đạt được họ cho mình cái chương trình sell off là mua 2 là tặng 1 luôn. Thì anh em nào mà theo dõi thì em biết cái đợt đó. Cho nên là hôm nay á thì cuối năm công ty Tip Top họ gửi quà cho Đạt. Thì họ có, nói chung là họ gửi chiết khấu. Thì Đạt kêu là có cái quà nào khác mà nó là hiện vật đâu, họ Đạt không nhận quà chiết khấu. Thì họ kêu là bây giờ họ đang có 3 thùng nhớt Tip Top Plus nó bị móp. Có nghĩa là do vấn đề vận chuyển đó anh em, thì nó bị đổ, nó bị móp. Tuy nhiên là không ảnh hưởng đến cái vấn đề sử dụng và không có ảnh hưởng đến chất liệu bên trong. Cho nên là họ nói là Đạt có muốn lấy không thì họ tặng cho Đạt luôn. Thì ở đây mình có 3 thùng. Thì một thùng nó là 25 lon, là có nghĩa là mình có 75 lon. Thì mình sẽ quyết định là mình tặng cho anh em luôn. Nhưng mà theo hình thức là combo, có nghĩa là mình không tặng không cho anh em được. Ai nói hàng tặng không thì không thể nào đủ tặng, vì một người nếu vậy thì một người lấy hết 75 lon luôn, chứ chả ai mà đi tặng được anh em ơi. Cho nên là mình sẽ không tặng theo kiểu đấy, mình sẽ tặng theo combo. Thì combo của mình sẽ gồm có một lon nhớ là mình tặng thêm bộ nhông sinh dĩa, và mình tặng cho anh em một cái cặp cao su đùm để anh em khi anh em thay nhông sinh dĩa là anh em thay luôn ha. Đó thì đây, một khi mà anh em thay nhớt á thì anh em thay nhông sinh dĩa luôn, tại vì cuối năm rồi anh em thay nhông sinh dĩa để anh em đi cho nó ngon. Thì để mình sẽ khui nhông sinh dĩa cho anh em coi, em cho anh mượn cái đồ khui nè. Đây sẽ khui cho anh em một nhông sinh dĩa luôn nha. Thì nhông sinh dĩa mình chọn để tặng cho anh em đó chính là nhông sinh dĩa Honda Thái Lan. Thì tất nhiên cái này giá nó sẽ siêu rẻ cho anh em luôn để anh em chúng ta xài. Thì bình thường bộ nhông sinh dĩa này đặt bán là 280, lon nhớt này là 100.000 và cái kia là 170.000 nữa, cái cao su đùm là 70.000, là có nghĩa tổng cái giá trị của các cái món hàng hôm nay á nó sẽ là 280, 100 là 380, 380 với 70 nó là 450. Thì mình sẽ giảm cho anh em còn chỉ có là 320.000 thôi, 320.000 cho anh em. Đó, có nghĩa là mình sẽ giảm rất là nhiều luôn. Sẽ giảm 150 cho anh em luôn nha. Thì đây, sẽ khui cho anh em coi cái hộp nhông sinh dĩa này, nó là hộp nhông sinh dĩa của Honda Thái Lan luôn. Cái loại này thì rất là xịn rồi. Đó, nhưng mà nhớt này á anh em, thực ra nó chỉ có một thùng là nó bị móc vậy thôi, chứ còn hai thùng kia là mình thấy nó còn nguyên luôn á. Nói chung là quá rẻ rồi anh em ơi. Cho nên là anh em chúng ta tranh thủ nha. Vì mà số lượng của mình đang có là 75 lon. Thì mình sẽ chơi đúng 75 combo cho anh em luôn. Đây là cái nhông sen dĩa đây. Nhông sen dĩa này thì anh em gắn cho rim quay đời đầu nha, rim Trung Quốc, rim Thái, Super rim, quay Alpha, quay Thái 110, quay Thái 100, Future 1 là anh em gắn được cái loại này nha. Nhông sen dĩa Honda Thái Lan, cái này thì anh em chúng ta đã mua rồi, phản hồi rất là tốt. Nhông sen dĩa là 1436 102 mắt ha. Cái này thì anh em chúng ta sử dụng chạy phổ thông, có nghĩa là hỗn hợp các cái loại đội hình luôn, đường bằng cũng được mà đường dốc cũng được. Còn đây là nhớt, nhớt này, đây là cái lon này bị móp này. Đây là nhớt Tip Top nha anh em nha, Tip Top Racing 2050 nha anh em. Dòng nhớt này thì nó nhập khẩu từ UAE. Đây, made in UAE cho anh em. Lon nhớt thì Đạt đang bán là 100.000. Ha, rất là rẻ luôn. Thì cái năm vừa rồi thì Đạt bán cái nhớt Tip Top Plus này rất là nhiều, cho nên là bên công ty họ cuối năm họ tặng quà cho Đạt. Thì Đạt lấy cái quà đó Đạt tặng thẳng cho anh em luôn. Chỉ có bán cái nhông sinh dĩa và cái này thôi mà thật sự. Cái này, hai cái này mình bán mà chỉ có tầm 320.000 là coi như là Đạt bán lỗ luôn cho anh em luôn nha. Đó, rồi đây. Cái này thì nó tùy theo anh em muốn chơi thì em mua về anh em sử dụng thôi. Tại vì cái này nó hẳn ra Đạt bán cái này là không có lờ cho anh em ha. Còn đây là cái cao su đùm. Đây, cao su đùm mình bán cho anh em về để anh em bắt vô luôn nha. Đó, cao su đùm này của Honda Việt Nam, giá là 70.000 một bộ nha anh em nha. Chuẩn hành zin cho anh em. Đó, rồi. Thì combo gồm một lon nhớt,
một bộ nhôm sinh nhĩa và một bộ cao su đồng. Thì cái này là những cái sản phẩm mà khi anh em chúng ta thay nhôm sinh nhĩa thì anh em phải thay cao su đồng và anh em thay nhớt luôn, để đầu năm anh em có một chiếc xe mà có nhôm sinh nhĩa ngon, xe nhớt mới và cao su đồng mới luôn, để anh em chạy nó êm ái cũng như là nó mượt mà hơn nhiều. Thì gửi tới cho anh em cái combo này. Thì số lượng mình đã báo từ lúc đầu là có 3 thùng nhớt là 75 lon. Thì mình sẽ sell đúng 75 combo cho anh em. Thì những anh em nào mà chúng ta mua được hàng thì chúc mừng anh em. Còn những anh em nào mà chúng ta cảm thấy nó vẫn còn mắc thì anh em có thể đợi những combo khác. Và nói thẳng luôn, cái này là mình rất là may mắn khi mình có được nhớt người ta tặng để mình sell cho anh em thôi. Chứ còn nói thẳng với anh em ra là cái nhớt này là đặt nhập nó không phải là rẻ nha anh em nha, nhưng mà do là đặt bán cho anh em giá rẻ thôi. Cứ 100 ngàn một lon nhớt nhập khẩu là rất là hiếm khi mà có nha anh em nha. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì anh em liên hệ với Đạt. Giá của nó là 320 ngàn cho một combo gồm một lon nhớt, một bộ nhôm sinh nhĩa và một bộ cao su đùm. Tất cả là hàng zin 100%, nhớt là được nhập khẩu từ UAE, các tiểu vương quốc Ả Rập Xê Út về nha anh em nha. Còn nhôm sinh nhĩa là nhôm sinh nhĩa Honda Thái Lan chứ không phải là Honda Việt Nam nha. Honda Việt Nam hiện nay là bộ nhôm sinh nhĩa của nó cũng đã 250 rồi. Còn bộ nhôm sinh nhĩa Honda Thái Lan này đang bán trên thị trường nó khoảng 400. Thì Đạt thì chỉ bán có 208 thôi. Và cao su đồng thì zin Honda Việt Nam thì giá sàn của nó từ 70 cho đến 100 ngàn. Đó, thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ với Đạt. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều đã theo dõi video clip này. Và những ngày cuối năm rồi thì anh em nào chúng ta có nhu cầu dọn xe, không chỉ những cái mặt hàng sell off bên mình, những cái mặt hàng Honda đơn thuần mà kể cả những mặt hàng theo xe, thì anh em nào có nhu cầu thì có liên hệ với shop nha. Địa chỉ cũng như số điện thoại của shop cũng có ngay phía dưới góc màn hình. Xin cảm ơn tất cả quý anh em đã theo dõi và ủng hộ nha. Chào tạm biệt tất cả quý anh em nha. Số lượng có 75 bộ thôi, cho nên là anh em muốn mua thì anh em tranh thủ nhanh tay giúp cho Đạt nha. Chào tất cả quý anh em nha.